Vào ngày đầu tiên, báo chí Hong Kong phân tích sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Vào ngày đầu tiên của Tết Nhâm Dần 2022, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ một cái Tết khó quên khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á, chính thức khép lại cánh cửa đến Qatar của đối thủ. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vốn luôn bị đánh giá thấp hơn trước trận gặp Trung Quốc nhưng đã thể hiện rõ là đội chiếm ưu thế trong trận đấu vừa qua. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc, báo chí sở tại nêu rõ đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam trong 62 năm qua. Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Phạm Chí Nghị cách đây 9 năm đã nói rằng nếu đội tuyển quốc gia bằng lòng với hiện trạng thì họ sẽ thua Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Lý Tiêu Bằng đã xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận rằng lý do thất bại là do vấn đề triển khai trước trận đấu. Tuy không bỏ ra số tiền lớn để thuê các huấn luyện viên nổi tiếng, song đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Bên cạnh hệ thống đào tạo trẻ được thành lập cách đây 15 năm đang bước vào thời kỳ gặt hái thành quả, việc huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo được chọn lựa trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 2017 cũng là một trợ lực lớn cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Ngay sau khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông đã cùng đội tuyển giành một loạt thành tích xuất sắc như vị trí Á quân ở giải U23 châu Á, đứng thứ tư ASEAN 2018 và giành ngôi vương tại SEA Games 30 vào năm 2019. Các cầu thủ Đông Nam Á có chiều cao không bằng các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng mặc dù các cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ hơn nhưng đó hoàn toàn không phải là điểm yếu, các cầu thủ có thể hình nhỏ thường có tốc độ tốt hơn. Tốc độ, thể lực và kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là điều hiếm nhìn thấy ở các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc. Một điều chắc chắn rằng dưới sự dìu dắt của một nhà cầm quân giỏi thì sẽ lại có thêm những chiến binh tinh nhuệ. Năm 2006, bóng đá Việt Nam đã xuống dốc không phanh do công tác đào tạo bóng đá trong nước thiếu bài bản. Năm 2007, Học viện bóng đá chính thống đầu tiên của cả nước, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được thành lập do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ. Ông Đoàn Nguyên Đức, người sáng lập học viện bóng đá này, đã thuyết phục ông Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Một trong những điểm đặc biệt của học viện là các học viên không được phép mang giày đá bóng cho đến khi họ đã hoàn toàn thành thạo các kỹ năng. Học viện tuy không sang trọng nhưng được trang bị đầy đủ với 5 sân bóng, có sân cỏ đẳng cấp quốc tế cùng trang thiết bị phụ trợ hiện đại. Sau 7 năm đào tạo, hầu hết các học viên đều có thể tham gia các câu lạc bộ V-League và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Xét về 7 trận thua của Việt Nam sau khi bước vào vòng loại World Cup thứ 3, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, khả năng tổ chức, kỹ năng và sự bền bỉ và chưa bao giờ để thua quá 2 bàn trong 7 trận thua trước các đội bóng lớn cũng chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam thực sự đã tiến bộ sau hơn 10 năm nỗ lực chuyên cần. Năm 2006, Việt Nam tụt hàng xuống vị trí 172 trong bảng xếp hạng thế giới, sau 16 năm sau đã vươn lên hàng 98. Huấn luyện viên Han, cầu thủ Việt Nam khó chơi bóng ở Hàn Quốc. Từ đồng môn đến trợ lý, huấn luyện viên Han Yang-guk hiểu rõ ông Park Hang-seo nhưng khả năng chuyển ngữ không tốt nên ông không thể đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, huấn luyện viên Han Yang-guk không trở về Hàn Quốc như nhiều đồng nghiệp ngoài mà ở lại Việt Nam sinh sống, làm việc từ 2004. Trong thời gian này, ông tái ngộ đồng môn ở lớp huấn luyện viên pro là ông Park Hang-seo, giờ là huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Sau một thời gian ngắn đồng hành cùng huấn luyện viên Park, ông Han rời tuyển Việt Nam. Hiện tại, ông Han đang làm trợ lý ở câu lạc bộ nữ Hà Nội Watabe. Không đúng chuyên môn. Phóng viên cơ duyên nào đưa ông đến với ban huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo cuối năm 2017. Tôi gặp huấn luyện viên Park lần đầu vào năm 2011. Khi đó, chúng tôi đang cùng theo học một lớp huấn luyện. Ông ấy hỏi tôi đang làm việc ở đâu, tôi bảo mình dạy bóng đá cho trẻ em ở Việt Nam. Sau này sang đây làm việc, huấn luyện viên Park đã gọi cho tôi và chúng tôi có cuộc tái ngộ ở Bình Dương. Ông ấy nói chuyện với trợ lý Lee Yang Jin, người đại diện Lee Dong Jun trước khi đưa ra đề nghị dành cho tôi. Trước đó, tôi chỉ biết ông Park từng nằm trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Sau đó, ông ấy cũng dẫn dắt một số đội bóng ở K1, K2 League. Tuy nhiên chúng tôi không có sự liên hệ. Một phần vì từ năm 2004, tôi đã sang Việt Nam sinh sống, làm việc. Thế rồi mối quan hệ công việc giữa hai người sớm khép lại. Vì sao lại như vậy? Ban đầu, tôi nghĩ mình lên tuyển làm trợ lý cho huấn luyện viên Park. Nhưng sau khi ra Hà Nội và làm việc với VFF, tôi mới biết mình chỉ được mời làm phiên dịch. Tôi chỉ học bằng huấn luyện viên thôi chứ chuyên môn không phải là dịch thuật. Đây là công việc rất khó khăn và nhiều áp lực. Tôi xác định đã làm thì phải dốc sức. Ông Park yêu cầu tôi phải chuyển ngữ sao cho thật gần gũi, dễ hiểu với cầu thủ Việt. Dù rất cố gắng, tôi cũng để xảy ra một số vấn đề và không thể ở lại. Công việc này áp lực quá, khiến tôi không thoải mái nên gặp vài sai sót. Nếu không ngại, ông có thể kể về những sự cố mình từng gặp phải. Sự cố đầu tiên xuất hiện tại buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan giải giao hữu M150 Cup 2017 trên đất Thái PV vào tháng 12. Một phóng viên Thái hỏi huấn luyện viên trưởng bằng tiếng Anh rằng ông nhận xét như thế nào về màn trình diễn của hai đội. Khi chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn, tôi lại nhầm lẫn nói thành nhan sắc của ông hôm nay ra sao. Nghe câu hỏi, ông Park liền đỏ mặt tía tai, bảo rằng anh hỏi lại đi, không phải hỏi nhan sắc đâu. Sau khi được anh Tuấn nhắc lại nội dung, tôi mới biết mình nghe nhầm và báo lại cho huấn luyện viên Park. Tôi rất mắc cỡ vì chuyện này. Sự cố thứ hai liên quan tới phóng viên Việt Nam. Sau một trận đấu, có người hỏi thầy Park rằng số 9 Văn Toàn của U23 Việt Nam hôm nay thi đấu ra sao, nhưng tôi lại nghe nhầm thành số 19 Quang Hải. Trong thời gian gắn bó ngắn ngủi, ông có ấn tượng gì với thầy Park? Tôi nằm trong thành phần ban huấn luyện U23 Việt Nam chỉ 2 tuần nên không đánh giá được nhiều. Nhưng theo tôi, huấn luyện viên Park là người tâm lý. Ông ấy hiểu cầu thủ của mình nhưng đôi lúc rất nóng tính và phải cố gắng tự kiềm chế. Thật ra, đó cũng là một tính cách tích cực. Người Hàn phần lớn đều nóng tính. Nó cho thấy họ làm việc với quyết tâm, khát khao rất cao. Khi đã hiểu được điều này, cầu thủ sẽ đồng cảm với huấn luyện viên trưởng và tin tưởng họ. Rời đội tuyển Việt Nam một cách chóng vánh, ông có buồn không? Tôi không buồn đâu, tôi còn mừng vì ông Park có được thành công cùng bóng đá Việt Nam là khác. Mà không chỉ riêng tôi đâu, tất cả người dân Hàn Quốc đều mong mỏi điều đó. Chúng tôi sẽ rất lo lắng nếu các đội tuyển do ông Park dẫn dắt thi đấu không tốt và phải đối diện hoài nghi từ người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ Việt khó thành công ở Hàn. Ông có thể nói về sự khác và giống nhau giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Sự khác biệt nằm ở khía cạnh tài chính và đặc biệt là ý thức vận động viên. Cầu thủ Hàn Quốc từ xưa tới nay luôn được biết tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao. Họ luôn ra sân với sự tập trung, khát vọng chiến thắng, không bao giờ bỏ cuộc. Cầu thủ Việt Nam thì tôi thấy có hai dạng. Một số người rất nỗ lực nhưng số khác thì thiếu sự cố gắng nghiêm túc. Ví dụ hiệp 2 có 45 phút, nhiều cầu thủ chỉ đá tốt được nửa đầu thôi. Còn 20 phút cuối thì tinh thần họ xuống thấp, có xu hướng bỏ cuộc khi thấy không thể lật ngược tình thế. Những điểm yếu này có được cải thiện theo thời gian không thưa ông? Từ ngày huấn luyện viên Park dẫn dắt các lứa đội tuyển Việt Nam, tinh thần và tư duy chơi bóng của cầu thủ đã được thay đổi. Trước đây, tôi theo dõi SEA Games và thấy cầu thủ thường không đuổi theo bóng khi bị vượt qua. Nhưng năm rồi thì ngược lại, họ luôn bám đuổi và gây áp lực cho đối thủ đến tận cùng. Trong bóng đá, điều này rất quan trọng. Theo ông, cầu thủ Việt Nam hiện có đủ khả năng chơi bóng ở Hàn Quốc. Thời điểm này thì hơi khó. Tôi không nghĩ cầu thủ Việt Nam có thể theo nổi cường độ tập luyện, thi đấu của các câu lạc bộ Hàn Quốc. Giải đấu này đòi hỏi cao về tốc độ và sức mạnh, K-League 1 cũng đang có sự chênh lệch lớn với V-League. Ngoài ra nếu đến Hàn, cầu thủ Việt còn phải làm quen với thời tiết và văn hóa khác biệt. Xuân Trường, Công Phượng từng chơi bóng ở Hàn Quốc cho Incheon và K1. Ông đánh giá thế nào về màn thể hiện của cả hai? Xuân Trường có kỹ thuật nhưng yếu về sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Công Phượng thì không được dùng nhiều nên không thể đánh giá chính xác. Tôi tiếc cho Phượng và không hiểu tại sao vị huấn luyện viên nước ngoài lại ít dùng cậu ấy. Nói chung, cầu thủ Việt đến Hàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Đá một trận không tốt sẽ bị hoài nghi và có thể không được sử dụng trận kế tiếp. Tuy nhiên, cầu thủ đá dở một trận không có nghĩa họ không đủ khả năng. Màn thể hiện của anh ta còn phụ thuộc vào các đồng đội. Nếu cả hệ thống trục trặc, anh ta không thể chơi tốt. Một số nhà cầm quân người Hàn từng thử thời vận ở Việt Nam nhưng không gặt hái nhiều thành công. Ông nói gì về chuyện này? Đúng là có nhiều huấn luyện viên Hàn Quốc tới Việt Nam làm việc nhưng không phải ai cũng tìm được thành công. Mỗi người có một câu chuyện, hoàn cảnh riêng. Như huấn luyện viên Lee Yang Jin thất bại ở câu lạc bộ Viettel vì áp lực thành tích và sự can thiệp từ ban lãnh đạo. Thắng thì không sao nhưng thua 1-2 trận là sức ép rất lớn. Tôi cũng nghe kể rằng lãnh đạo đội này thường can thiệp vào việc sắp xếp đội hình ra sân. Mà như vậy thì làm sao huấn luyện viên trưởng có thể làm tốt công việc chứ? Huấn luyện viên Chung Hae-sung thì thành công mùa đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sang mùa thứ hai cũng có trục trặc. Sinh sống, làm việc ở Việt Nam trên dưới 15 năm, ông thấy bóng đá nơi đây đang phát triển thế nào. Tôi ở đây cũng khá lâu rồi, cứ mỗi năm tôi lại thấy sự thay đổi của bóng đá Việt. Đào tạo trẻ ngày càng được VFF và các lãnh đạo địa phương quan tâm. Tuy nhiên, chúng ta muốn làm bóng đá bài bản thì phải giải được bài toán kinh tế. Nhiều địa phương chưa tìm được câu trả lời cho vấn đề này. Không có tiền thì khó đào tạo cầu thủ trẻ lắm. Đơn cử như ở miền Tây, các đội đều có tuyến U13 nhưng lại trống U15. Rồi đội U19 thi thoảng còn không đủ 18 người để đá giải. Ở khu vực này, tôi thấy nhiều em có năng khiếu nhưng không được huấn luyện đầy đủ. Điều này rất đáng tiếc. Vì sao ông không thử thời vận ở quê nhà Hàn Quốc? Tôi quan tâm tới bóng đá và tìm hiểu về Việt Nam từ năm 1992. Sau khi sang đây làm việc, tôi đã quen với cuộc sống và không muốn về nữa. Trước đó, tôi cũng đã trải nghiệm bản thân ở Campuchia, Lào, Thái Lan nhưng Việt Nam vẫn là số 1. Đến giờ dù đã có bằng pro, tôi vẫn muốn làm việc ở đây mà thôi. Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện này. Pha cháo bài siêu đỉnh của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến Trung Quốc ngã ngửa. Huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi cách dùng Quang Hải và Hùng Dũng tạo nên nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam. Trận thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tuy đã trôi qua được 2 ngày nhưng dư âm vẫn chưa dừng lại. Truyền thông Việt Nam liên tục đưa ra nhận định, đánh giá về kết quả trên và điểm chung là hết lời cơ ngợi màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, một chi tiết rất đáng chú ý trong cách chơi của tuyển Việt Nam chưa được nhắc tới nhiều, đó là việc ông Park sử dụng Hùng Dũng ở một vai trò đặc biệt. Tiền vệ Hà Nội FC thường chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, làm nhiệm vụ kết nối tuyến giữa với hàng công. Nhưng ở trận gặp Trung Quốc, Hùng Dũng lại chơi nhô cao như một tiền đạo cánh và liên tục di chuyển nhằm làm xáo trộn hàng thủ đối phương. Ngược lại, Quang Hải phải lùi sâu chơi bên cạnh Hùng Dũng như một cầu thủ làm bóng. Màn cháo bài này của ông Park đã thực sự khiến Trung Quốc bất ngờ và lúng túng trong khâu chống đỡ. Hùng Dũng liên tục khai thác khoảng trống ở hai nách hàng thủ đội khách, tạo ra nguy hiểm cho khung thành Trung Quốc. Ở bàn mở tỷ số, anh thoát xuống bên cánh trái rồi tung đường chuyền như đặt để Tấn Tài đánh đầu chính xác. Tới bàn thắng thứ hai, cầu thủ quê Gia Lâm nhận đường chuyền của Tuấn Hải, thoát xuống đáy biên rồi chuyền ra để Tiến Linh đệm lòng tung lưới Trung Quốc. Chỉ với hai tình huống này, có thể khẳng định sự xuất sắc của Hùng Dũng tạo ra sự khác biệt về chất lượng lối chơi của hai đội. Nó cũng một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của tiền vệ sinh năm 1993 ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn có Hùng Dũng nhưng do vướng mắc thủ tục nhập cảnh nên anh không thể sang Singapore cùng đồng đội. Trở lại với cách chơi của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sau một thời gian đóng đinh các vị trí đã tiếp tục cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế rất hay. Với những cá nhân cũ nhưng phương pháp mới, đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức tạo ra khác biệt. Dù trận thắng Trung Quốc chưa nói lên quá nhiều điều bởi đối thủ đang trên đà xuống dốc nhưng chỉ ít nó cũng cho thấy những tia sáng trong tương lai. Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam, 10 năm là một chặng đường dài, đủ để tạo nên những điều thực sự khó tin. Vào năm 2012, không ai có thể hình dung bóng đá Việt Nam có thể tiến xa đến vậy. Có một thời gian, bóng đá Việt Nam lấy đi quá nhiều nước mắt từ người hâm mộ. Đó là những giọt nước mắt cay đắng sau trận chung kết Tiger Cup 1998, tiếc nuối ở thất bại tại SEA Games 2003, chua xót với thế hệ Văn Quyến tại Bacolod 2005 và đau đớn với các sai lầm ở SEA Games 2009, AFF Cup 2010. Nhưng đến năm 2012, không ai có thể khóc được nữa. Tất cả chỉ là nỗi chán trường, bực bội và cạn kiệt niềm tin. Tuyển Việt Nam dừng bước ngay tại vòng bảng AFF Cup với vỏn vẹn một điểm, thành tích tệ chưa từng thấy. Những hứa hẹn cuối cùng kết thúc bằng lời xin lỗi, điều trở thành một thói quen. Đáng buồn hơn, đây là lần đầu tiên đội Việt Nam khoác lên mình biệt danh những ngôi sao vàng. Thế nhưng họ lại thể hiện bộ mặt bạc nhược, hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến đấu cũng như niềm tự hào. Ngôi sao trên ngực áo đã không được thắp lên để cho bóng tối bủa vây. Thật mỉa mai, nhiều người đã kỳ vọng đội tuyển sẽ thành công để cứu vãn cả nền bóng đá đang chạm đáy. Doanh nghiệp thoái lui, một loạt đội bóng giải thể trong khi các cầu thủ bị giảm lương, thậm chí thất nghiệp. Bóng đá không thăng hoa nhưng bùng phát tranh cãi, bạo lực và bê bối. Chưa bao giờ tình yêu của người hâm mộ chịu thử thách lớn đến thế. Và nhiều người chọn cách quay lưng, thế nhưng có ai biết trong cho còn lửa. Cũng năm 2012 đen tối ấy, những mầm non bắt đầu nảy nở trên mảnh đất khô cằn. 4 cầu thủ khóa 1 của học viện Arsenal JMG được huấn luyện viên Wenger mời sang ASEAN tập luyện chung với đội U18 ASEAN. Chính các tài năng như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường, một năm sau khiến cả nước nức lòng ở giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Bên cạnh lối chơi đẹp mắt, tinh thần quả cảm cùng khát khao chiến thắng của họ đã gây dựng lại tình yêu của người hâm mộ. Mảnh đất hình chữ S lại sục sôi vì bóng đá, đồng thời dấy lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Những con người tâm huyết với bóng đá Việt Nam chung tay xây dựng nền móng, bắt đầu từ khâu đào tạo trẻ. Các cậu bé đá bóng bằng chân trần trên thửa ruộng vừa mới gặt, trên đê nắng cháy hay bãi cát dài ven biển, từ miền núi, cao nguyên đến miệt vườn anh tề tựu ở những học viện, trung tâm thể thao hiện đại. Những đốm lửa nhỏ dần bùng lên thành ngọn lửa lớn khi thế hệ mới ra đời, đưa bóng đá sang trang. Một lần nữa những giọt nước mắt lại rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, sự tự hào. Tất cả đều rưng rưng trước màn mưa tuyết ở Thường Châu, nơi Duy Mạnh cắm lên đùn tuyết lá cờ đỏ để đánh dấu câu chuyện đầy tự hào của U23 Việt Nam. Rồi cảm xúc lại trào dâng khiến không ai có thể ngăn được dòng lệ khi Việt Nam làm nên những dấu ấn khó phai ở ASEAN 2018, ASEAN Cup 2019 và tiến tới vòng loại cuối World Cup 2022. Chúng ta trải qua cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác và mỗi nơi một kỳ tích lại được viết ra. Bây giờ đội Việt Nam mới thực sự là những chiến binh sao vàng. Bất kể đối thủ là ai, họ vẫn hiên ngang bước vào sân với tâm lý chiến thắng, sau đó chiến đấu đến những giọt mồ hôi cuối cùng để biến giấc mơ thành hiện thực. Như đã thấy tại vòng loại cuối World Cup, không có dấu hiệu nào của sự sợ hãi hoặc buông xuôi. Ngay cả khi hứng chịu các thất bại liên tiếp, Quang Hải, Công Phượng cùng đồng đội vẫn không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Còn cơ hội họ sẽ còn chiến đấu. Với khát khao không khi nào cạn, đội tuyển không ngừng cải thiện mình để tốt hơn, sẵn sàng cho những cuộc chinh phục mới. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam đăng quang xứng đáng với lối chơi phòng ngự phản công và khai thác triệt để điểm yếu của đối phương. Nhưng đến AFF Cup 2020, chúng ta chơi theo cái cách của nhà vô địch, tấn công chủ động và áp đặt thế trận. Chúng ta tự nâng mình lên một vị thế khác, tách khỏi phần còn lại của Đông Nam Á, bao gồm cả Thái Lan. Đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo theo đuổi và làm chủ lối đá hiện đại đang trở thành xu thế trên thế giới. Nhìn vào màn trình diễn đỉnh cao trước Malaysia ở vòng bảng, khi các chàng trai áo đỏ bóp nghẹt đối thủ bằng phong cách pressing tầm cao, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự đông đảo bằng các chuyển động phức tạp và tinh vi, có thể thấy chúng ta đã tiến xa thế nào. Những ngày này đội tuyển cũng rất khác so với 10 năm trước. Đó là một tập thể được tổ chức tốt, đồng bộ và kỷ luật, kết hợp với công nghệ phân tích cùng khoa học thể thao. Tất cả khiến Việt Nam trở thành cỗ máy chiến thắng, mang đến nỗi sợ hãi cho mọi đối thủ. Mọi chi tiết trong hệ thống đều quan trọng, nhưng đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo lại không phụ thuộc vào một ngôi sao đơn lẻ. Tất cả đều có thể đóng vai người hùng. Tiến Linh là chân sút hàng đầu nhưng Hoàng Đức cũng có thể phá lưới đối phương. Và nếu Công Phượng không ghi bàn, Quang Hải sẽ lãnh trách nhiệm đó. Hoặc Văn Đức, Tuấn Anh hay Quế Ngọc Hải. Điều tuyệt vời là cỗ máy này được vận hành bởi trái tim, một trái tim sục sôi nhiệt huyết chứa đựng khát khao vươn lên của cả dân tộc. Những chiến binh sao vàng biến mỗi trận đấu thành màn trình diễn của tinh thần Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam. Họ không cúi đầu cũng không bao giờ ngoái lại phía sau, mà tiếp tục hướng về phía trước. Đó là lý do Việt Nam tự tin bước vào năm 2022 với những thành công mới. Kiếm điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022, tái lập kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á, bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 là những mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên như mọi lần, đó chỉ là những nấc thang để chúng ta theo đuổi tham vọng lớn như góp mặt thường xuyên ở ASEAN Cup, lọt top 10 châu Á vào năm 2030, top 8 năm 2050. Tất cả là tiền đề để hướng đến tấm vé dự World Cup trong tương lai. Không hề viển vông, niềm tin và sự kiên trì có thể thay đổi mọi thứ. Những chiến binh sao vàng đã chứng minh điều đó. 10 năm qua Việt Nam là một bước tiến dài từ bóng tối ra ánh sáng, từ đáy vực đến đỉnh cao. Sẽ không ngạc nhiên nếu 10 năm tới, chúng ta lại ở một vị thế khác. Trên hành trình sẽ có thành công, có thất bại, nhưng ngọn lửa luôn cháy và những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn cứ lăn. Huấn luyện viên Thái Lan, Quang Hải, Hoàng Đức nên thử sức ở nước ngoài. Quang Hải, Hoàng Đức được đánh giá là những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam và nên ra nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ. Đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ nổi trội hơn phần còn lại. Họ là những cầu thủ chất lượng cao. Quang Hải và Hoàng Đức, hai cầu thủ này thực sự rất giỏi, huấn luyện viên Alexander Poking của đội tuyển Thái Lan chia sẻ với VTC News. Đội tuyển Việt Nam trải qua năm 2021 với chuỗi trận không thành công ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, Quang Hải cùng Hoàng Đức vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình nhờ phong độ ổn định và những màn thể hiện ấn tượng trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Huấn luyện viên Poking theo dõi hai cầu thủ này từ khi ông còn làm việc ở V-League trong vai trò huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến AFF Cup 2020, nhà cầm quân người Brazil tiếp tục được chứng kiến những màn phô diễn trình độ của Quang Hải và Hoàng Đức trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là hai trong số những cầu thủ mà huấn luyện viên Poking cho rằng nên thử sức ở một môi trường đẳng cấp cao hơn V-League. Quang Hải, Hoàng Đức cũng nhận được sự quan tâm của các câu lạc bộ nước ngoài. Tuy nhiên, hai cầu thủ này vẫn sẽ chơi bóng ở V-League trong năm 2022. Họ có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời, có thể tạo ra những cơ hội một cách dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam còn một cầu thủ nữa là Duy Mạnh. Họ nên thử sức ở một giải đấu nước ngoài. Tôi có thể kể ra nhiều trường hợp khác nữa, huấn luyện viên Poking nhận xét. Cách đây chưa lâu, nhà cầm quân 45 tuổi cũng từng đưa ra lời khuyên Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu. Huấn luyện viên Poking rất hào hứng nói về điều này trong buổi họp báo sau khi ông cùng đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020. Trên thực tế, bóng đá Việt Nam từng có vài trường hợp cầu thủ xuất ngoại nhưng chưa thành công. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những lý do khiến các cầu thủ ngại ra nước ngoài thi đấu. Theo huấn luyện viên Poking, Quang Hải, Hoàng Đức hay những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á phải mạnh dạn ra khỏi vùng an toàn. Họ có năng lực, tại sao không thử sức? Sẽ có những trở ngại, mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng điều đó chỉ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Ngoài chuyện chơi bóng thì khi ra nước ngoài thi đấu, họ cũng trưởng thành hơn ở bên ngoài sân cỏ nhờ việc trải qua những khó khăn, huấn luyện viên Poking nêu quan điểm. Bóng đá sẽ mở ra những cơ hội để họ được học hỏi từ những nền văn hóa khác, từ những người giỏi, từ những phong cách sống và làm việc khác nhau. Tại sao phải ở lì trong vùng an toàn? Khi họ là người giỏi nhất ở đây, nhận mức lương cao và hài lòng với những gì mình đạt được, điều đó cũng ổn thôi. Dù vậy, tôi vẫn đưa ra lời khuyên là hãy thử sức 1 hoặc 2 năm. Nếu không thành công thì họ vẫn luôn được chào đón khi trở về cơ mà.